Rồi, xin chào quý vị bạn trở lại với channel của mình. Và như mình đã làm ở trong những video về Honda CRV ở tháng 5 thì tháng 6 này cái tình trạng khan xe vẫn tiếp tục xảy ra ở Honda CRV. Và gần như là trên toàn quốc chỉ còn vài chiếc Honda CRV ở từng đại lý khác nhau và mức giá cũng sẽ khác nhau tại từng khu vực, từng màu sắc cũng như là thời điểm mua. Cụ thể thì với khách hàng đang có nhu cầu mua xe màu đỏ thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên Honda ô tô Bắc Ninh và liên hệ thẳng với mình qua số hotline đang đi kèm trên video. Hiện nay thì với Honda CRV màu đỏ, Honda ô tô Bắc Ninh đang có cả hai phiên bản cao cấp nhất đó là bản L uh, sản xuất 2020 và mức giá nên biết là 1 tỷ 093. Đi kèm với đó đó là phiên bản G 2019. Uh, tất cả đều là xe mới và hoàn toàn chưa lăn bánh đây có thể nói là thông tin khá là hot và cũng khá là hấp dẫn cho những khách hàng đang có nhu cầu sở hữu một chiếc Honda CRV nhập khẩu vì rất có thể tháng tới đây Honda CRV sẽ tiến hành lắp ráp trong nước để được hưởng tới trước bạ hay là do chính sách phân phối của Honda Tuy nhiên thì hôm nay Việt Nam chưa có thông tin xác nhận về việc là Honda CRV có lắp ráp thực tế hay không hay vẫn tiếp tục nhập khẩu Tuy nhiên thì với cái mức co giá khuyến mại mà quý khách hàng có thể thấy từ tháng 4 tháng 5 sang tháng 6 này khi mức khuyến mại gần như là không đáng kể. Thì theo mình nếu quý khách hàng đã thích chiếc Honda CRV và đặc biệt với khách hàng thích xe nhập khẩu thì hãy nhanh chóng liên hệ để mua em nó khi nó còn mới. Honda Auto Bắc Ninh sẽ có chương trình hỗ trợ, khuyến mại và ưu đãi đặc biệt cho những khách hàng ở cụ thể ở Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Hòa Bình. Số lượng xe Honda CRV màu đỏ này rất là hạn chế, chỉ dao động từ 1 đến 2 xe. Để cập nhật mới nhất về giá bán, chương trình khuyến mại cũng như là báo giá tại thời điểm mua vì giá bán những mẫu xe này với số lượng xe vô cùng hạn chế thì sẽ thay đổi liên tục. Nên quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp có hotline đang hiển thị ở trên video màn hình về sơ qua sản phẩm thì Honda CRV là chiếc mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và đây là một mẫu xe crossover 5 cộng 2 có kích thước khá ổn khi đi gia đình từ 5 đến 6 người và đây là một mẫu xe luôn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất tại Việt Nam với mức giá không quá cao cũng như là chiết khấu khuyến mại hợp lý thì thời điểm vừa rồi là CRV đang bán rất là tốt và trên toàn quốc thì cái mẫu xe này gần như cũng đã gần như là hết hàng. Vậy thì khi nó còn đang giảm giá thì không có lý do gì mà chúng ta không liên hệ thử tìm hiểu và cân nhắc khi sở hữu khi chúng ta đang có nhu cầu mua một chiếc xe trong tầm giá khoảng 1 tỷ 1 đến 1 tỷ 2 lăn bánh đổ lại rồi video ngắn thôi Ờ à, tuy nhiên thì cái thông tin xe về tuy nhiên cái thông tin về một vài chiếc xe màu đỏ à, đang được bày bán tại Honda Auto Ninh thì rất là nhanh cháu mình nghĩ sẽ hết xe thôi nếu hàng có nhu cầu thì hãy nhanh chóng quyết định và bốc máy alo trực tiếp cho online rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại